Si lên su cái tình danh tí, si lên là phô cái xàm bá đà, si lên là nếp bộ tình danh tí, tà mà si lăng bí xô, thạ dê. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai. Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Thân là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Thoát tôi sắp mà mang lặng ra khăn tôi sắp về đây quan ta sắp mà vượt ra nơi phá quê nơi xa đà sở thị phong quanh tôi tre thoát tôi sắp mà mang lặng ra khăn tôi sắp về đây quan ta sắp mà tham ma nơi phá quê nơi xa đà sở thị phong quanh tôi tre thoát tôi sắp mà mang lặng ra khăn tôi sắp về đây quan ta sắp ở sông khá nơi phá quê nơi xa đà sở thị phong quanh tôi tre. Tất cả anh phúng hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo Pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ lành thai, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Nam mô Sang Khà. Chúng con thỉnh đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, con kính mời. Dạ, con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng vừa vào room. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Tham Ma trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn Khai Ma thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Nikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh Thập Thượng Đại Sutta 9.2, chính pháp cần phải tu tập sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giảng giải. Mới bây giờ thì
Bây giờ không biết ở trong room có ai. À, quý vị đợi chút nha. Con kính thỉnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng. Bây giờ Thượng tọa Giác Đẳng thì là giảng sư hôm nay, rồi không có người dẫn nhập. Không có người dẫn nhập. Bây giờ chắc là con cũng phải mời. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thà dạ. Kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay ở tại Việt Nam là ngày sám hối thuyết pháp lễ hàng thuyết pháp thông lệ hàng tháng. Do vậy có lẽ là một số chư vị dân sư sẽ vắng mặt cũng như là có thể vào rễ. Chúng tôi sẽ điều khuyết cho đệ tử Phật tính. Và bài học ngày hôm nay chúng ta học về chính pháp cần phải tu tập hay là chính nỗ lực để thanh tịnh quá. Ở đây thì thưa quý vị, hàm tàng cả hai cái ý nghĩa. Một là sự cố gắng, nhưng mà bên cạnh sự cố gắng đó là để làm thanh tịnh, để là thiện pháp. Thì những ý nghĩa này khi kết hợp lại với nhau đó, nó cần chúng ta có một chút mà chi tiết phải đào sâu vào, và đề tài này cũng là cái sườn để làm cái bố cục cho một tác phẩm rất là lớn ở trong Phật giáo, đó là tác phẩm Thanh Tịnh Đạo Visuddhi Magga của ngài Bồ Tát Khổ Sát. Và hầu như là bất cứ ai nghiên cứu về Phật giáo, tâm tạng kinh điển Pali đều phải nghiên cứu về tác phẩm Thanh Tịnh Đạo này. Do vậy quả thật là hôm nay đây là một đề tài tương đối chiếm rất là nhiều thời giờ. Bây giờ mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh, và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại với ý nghĩa của nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin đọc và chánh kinh. Nhật Quỳnh ơi, giúp post bài lên màn hình đi. Nhật Quỳnh ơi, bây giờ Nhật Quỳnh hoặc là Lăng Gia Nguyệt, hai người làm ơn post bài. Còn nếu không, tôi đọc ở trong email nha. Bài học hôm nay đại giáo trình trường bộ kinh Dasutara Sutta 9.2. Chính pháp cần phải tu tập. Có chính pháp có nhiều tác dụng, có chính pháp cần phải tu tập, có chính pháp cần phải biến tri, có chính pháp cần phải đoạn trừ, có chính pháp chịu phần tai hại, có chính pháp đưa đến thụ tánh, có chính pháp rất khó thể nhập, có chính pháp cần được sanh khởi, có chính pháp cần được thắng tri, có chính pháp cần được tác chứng. Thế nào là chính pháp cần phải tu tập? Chính thanh tịnh cần chi? Giới hạnh thanh tịnh. Thanh tịnh cần chi? Tâm thanh tịnh. Thanh tịnh cần chi? Kiến thanh tịnh. Thanh tịnh cần chi? Đoạn nghi thanh tịnh. Thanh tịnh cần chi? Đoạn phi đạo. Tri kiến thanh tịnh. Thanh tịnh cần chi? Tri kiến thanh tịnh. Thanh tịnh cần chi? Tuệ thanh tịnh. Thanh tịnh cần chi? Giải thoát thanh tịnh. Thanh tịnh cần chi? Như vậy là chính pháp cần được tu tập. Chú thích sau đây được trích từ kho tàng pháp học Pháp Sư Giác Giới biên soạn. Chính pháp cần tu tập. Đây là chính pháp tịnh cần. Đây là chính thanh tịnh cần. Một là giới tịnh. Sila vi
Su hi thanh tịnh si ta su hu thi thanh kiến tịnh ti thi su su si đoạn nghi tịnh ca ca ê ta ra na si su thi đạo phi đạo tri kiến. Dạ thôi con không có đọc phần Bali nha. Hành lộ tri kiến tịnh, tri kiến tịnh bảy, tri kiến tịnh tám, tuệ tịnh chín, giải thoát. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ chư tôn đức thành chào tất cả quý Phật tử. Trước khi đi vào đề tài ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thưa rằng đây là một đề tài mà có liên hệ mật thiết tất cả ba cái phương diện của Phật pháp, đó là pháp học, pháp hành và pháp thần. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng cầm mic trở lại, tại vì bây giờ không thấy Thượng tọa cầm mic và ở trong đạo tràng không nghe tiếng nữa. Dạ xin hỏi quý vị Phật tử có nghe được không? Dạ. Hy vọng là quý Phật tử có thể nghe chúng tôi nói được. Dạ vâng. Thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta có cái chữ gọi là thanh tịnh cần chi, hay là chính chi thanh tịnh cần.
Khi mà chúng ta dịch như vậy, chúng ta rất là khó hiểu. Ở đây tức là cái nỗ lực làm cho tốt, cái nỗ lực làm cho nỗ lực hoàn thiện. Trong nỗ lực hoàn thiện này đó, chúng ta có thể dùng cái tạm dịch là chữ tinh luyện. Tinh luyện, chữ tinh ở đây tức là sự nỗ lực, luyện ở đây tức là mình làm sao cho nó được tốt hơn. Chính cái yếu tố tinh luyện, chúng ta tạm dịch như vậy. Tại ở đây nó có chữ là cần là sự tinh tấn, và thanh tịnh là làm cho thực sự là tốt. Như cái đó nó còn lợn cợn hay là nó chưa đạt đến cái chỗ tốt đó, thì chúng ta chưa có người nghĩ mà chúng ta phải làm tốt hơn. Ở trong kinh có thí dụ là cái người lọc vàng đó, khi mà họ đi tìm vàng được đó, ở trong cát hay trong đá họ đem về thì đó là vàng, nhưng mà cái vàng đó chưa được tinh luyện, nó chưa thành cái loại vàng mà chúng ta gọi là vàng rồng hay là vàng 24 được. Rồi khi nào mà mình có thể gạn lọc, mình có cách để mà mình tinh luyện nó để thành vàng vàng rồng, vàng 24 ấy, thì cái đó gọi là sự tinh luyện. Thật ra chính tinh cần chi, tức là chúng ta nói về chính cái pháp tinh luyện. Thì thưa quý vị, cái pháp tinh luyện đầu tiên mà ở đây chúng ta đề cập đến đó là sự tinh luyện về hạnh kiểm hay là giới hạnh. Sự tinh luyện giới hạnh, một điều mà chúng ta để ý trong thanh tịnh đạo đó, thì khi thanh tinh luyện về giới hạnh đó, thì không phải chỉ nói ngũ giới, bát quan trai giới vân vân, mà còn đề cập đến 13 pháp thọ đồ đà. 13 pháp thọ đồ đà đó thật ra không phải là những điều mà Đức Phật bắt buộc mọi người hành trì, nhưng mà điều đó đề ra những nguyên tắc, và những nguyên tắc này khi một hành giả đã tự đề ra cho mình rồi đó, đã xứng sức cho mình rồi đó, thì mình có khả năng mình giữ được. Mình giữ được thì ở đó đó mình mới đạt được một cái khả năng gọi là tự chủ. Chúng tôi lấy một ví dụ trong pháp Đầu Đà, có cái pháp là hễ một khi mình dùng cơm, một vị thiểu dùng cơm mà cái tay rời khỏi bát rồi đó, thì sau đó nhất định không ăn nữa. Đã ngưng ngang chỗ đó không ăn nữa, thì một khi tay đã rời khỏi bát. Hay là vị đó nguyện là mặc chỉ một bộ tam y thôi, thì dù là hoàn cảnh nào cũng chỉ mặc một bộ tam y, thì điều đó gọi là cái khả năng để thọ trì những cái nguyên tắc, và những nguyên tắc đó mà mình phát nguyện để hành trì. Thì đây là một trong những cái chúng ta phải nói là một cái nghệ thuật sống trong Phật pháp đó. Khi mà chúng ta nghe nói mình luyện đức tự chủ, luyện đức tự chủ thì gần như là nó có vẻ mình cố gắng để mình kiềm chế chính bản thân của mình. Nhưng mà trong đạo Phật á, thì cái đức tự chủ nó đến từ cái sự lập tâm. Lập tâm là mình sẽ làm một điều gì đó, như là mình giữ năm giới, giữ bát quan trai giới, hay thọ pháp Đầu Đà vân vân. Và khi mà mình lập tâm mình giữ điều đó, mà mình giữ một cách trong sạch, một cách thoải mái, một cách khoan hỷ, thì vị đó đạt đến cái chỗ gọi là giới thanh tịnh. Thì thưa quý vị, trước khi mà mình đi vào trong đời sống nội tâm thì mình phải có một số những cái khả năng là thí dụ như là người trong xã hội ngày hôm nay ở tại các cái quốc gia mà tương đối là phát triển đó, người ta chú ý đến những điều mà xem như là những cái nguyên tắc sống mà ai cũng cố gắng để, cũng không phải cố gắng mà thật sự là thoải mái, như là giấc và đi đúng giờ, hẹn đúng giờ, hoặc giả là tôn trọng những người chung quanh, mình không làm phiền gì, mình không nói lớn làm phiền lòng tới ai, hay hoặc giả là mình có sự đàng hoàng trong đời sống, mình không xài những thứ mà do trộm cắp, hay là mình không có hủy hoại tài sản công cộng, không có xả rác vân vân. Thì một khi những cái nguyên tắc đó nó trở thành cái gì gọi là nhập tâm, trở phần của đời sống mình rồi đó, thì chúng ta gọi là nó được tinh luyện. Chúng tôi lấy một cái ví dụ mà thỉnh thoảng đi đó đi đây thấy có sự so sánh, đó là cái nghệ thuật về sắp hàng, xếp hàng đó.
xếp hàng mua vé hay là xếp hàng chờ đợi ở tại quốc gia như là Nhật Bản hay là Hoa Kỳ hay Singapore mà mình thì thứ gì, cái việc mà người ta đứng xếp hàng một cách trật tự, ai đến trước thì trả tiền trước hay là được công việc trước, giải quyết cho ai đến sau, không có chen lấn, không có việc, không có giành giật, thì cái đó nó là một cách tự nhiên. Và bởi vì sao? Về chúng ta đã được huấn luyện trong điều kiện như vậy rồi, thì cái đó chúng ta gọi là đạt đến chỗ tinh luyện, tức là mình rất là thoải mái với việc như vậy. Ví dụ như mình có thói quen là không có xả rác, bây giờ mình đang đi xe mà có rác mình quăng ra ngoài đường mình thấy khó chịu, nhưng mà ở tại những nơi mà người ta quen xả rác rồi mà người ta giữ rác trong xe thì khó chịu mà có cái gì họ quăng ra đường hết, thì như vậy thứ gì cái những cái nguyên tắc sống đó, những nguyên tắc sống đó là đạt đến cái chỗ tinh luyện ban đầu á, thì chúng ta không quen thì chúng ta tập, nhưng mà khi tập rồi thì chúng ta thấy hoan hỷ, chúng ta thấy nó là một phần của đời sống, và lâu ngày chúng ta với những nguyên tắc đó không còn có ngăn cách nữa, mà nguyên tắc đó là bản thân của chúng ta và chúng ta là nguyên tắc đó, thì cái đó gọi là cái sự tinh luyện về giới. Một cái bước tinh luyện thứ hai là tinh luyện về chúng ta gọi là về tâm, hay là tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ở đây mình hiểu là tâm của mỗi chúng ta đó luôn luôn nó đạt đến, luôn luôn nó có những cái nó có những cái phiền não, những cái lấn cấn, và trong đạo Phật gọi là những cái ngăn ngại. Năm cái ngăn ngại mà thường có đó là cái sự dính mắc một cái gì nó quá nặng, gọi là dục tham, hay là sự bực bội với những điều trái ý nghịch lòng. Mình cũng thích cái gì đó, nhưng mà cái thích đó mà nó đạt đến cái chỗ nó quá độ đó, thì nó trở thành có vấn đề. Mình cũng có những không có vừa lòng, nhưng mà khi mà mình bực bội đó, mình nóng nảy lên đó, thì nó trở thành vấn đề. Hôn thủy tức là trạng thái uế oải giả dưỡi, với quá giải như thì chưa đến nỗi, nhưng mà nó đến cái chỗ mà mình cảm thấy nằm xuống nằm ngủ là một hạnh phúc để hưởng thụ và cứ vui và ngủ hoài, cái đó nó cũng là vấn đề. Hay là cái tâm dao động hối quá, thì cái sự dao động ít thì nói chi, nhưng mà con người hay bị liệu, con người sống cái tâm không có vững chãi, cái tâm luôn luôn dao động, đó là vấn đề. Và sau cùng là sự nghi hoặc, là cái gì cũng lưỡng lự phân vân. Thì năm cái trạng thái này nó luôn luôn là những cái chi phối ám ảnh. Thì ở trong kinh đó có cái ví dụ như là nước, nước mà có bùn, nước mà đóng rong rêu, nước mà bị sôi, nước mà bị pha màu, vân vân, thì nước như vậy nó không thể, và không thể trong thì chúng ta không gọi là nước sạch được. Thì tâm mà bị năm cái kiền cãi đó, đó thì phải phát triển năm cái khả năng để đối trị. Thí dụ như là khả năng hướng tâm, hướng tâm ở bất cứ một cái đối tượng nào mà mình muốn hướng tâm, chúng ta gọi đó là tâm. Như là bây giờ quý Phật tử còn rung rung đang nghe pháp, quý vị muốn hướng tâm vào nghe pháp, nhưng mà vừa hướng tâm vào nghe pháp, quý vị lại nhớ đến cái chuyện đông chuyện tây, không tập trung được. Mình cầm quyển sách lên mình đọc mà không tập trung vào cái ý nghĩa của từng dòng chữ được, mà cầm quyển sách ở đây nhưng mà nghĩ đến chuyện khác, thì cái đó là chúng ta thiếu khả năng về tâm. Tướng là cái khả năng dán chặt, áp sát hay là kháng khích đối với được. Kháng khích tức là mình làm cái gì đó nó cũng có cái gắn bó của mình. Có nhiều người cũng hướng tâm vào chỗ đó, có thì hướng tâm, nhưng mà hướng tâm thì có hướng tâm thôi, nhưng mà chúng ta không có khả năng kháng khích với đó, thì cái đó nó cũng là một cái dở. Không có gắn bó thì chúng ta không thể đạt đến cái chỗ mà xa hơn nữa, đó là hỷ là sự hân hoan, lạc là hướng cảnh, và định là an trụ được. Thành ra năm cái khả năng mà tầm tứ hỷ lạc định đó, nó đối trị lại với năm cái gọi là dục tham, sân hận, hôn thụy, hối quá và hoài nghi. Về những pháp này chúng tôi không thể đi xa được, tại vì nếu chúng ta đào sâu đó thì chúng ta sẽ gặp vấn đề là không có thì đủ thì giờ cho những pháp khác. Hôm nay chúng ta đề cập đến chính pháp. Bây giờ sau khi nói về giới tịnh và tâm tịnh đó, thì
thì chúng tôi tạm ngưng. Dạ, chúng tôi tạm ngưng cái những gì mà đang nói một chút để nói còn một cái chuyện khác mà quý Phật tử Hoàng Hỷ kiên nhẫn với chúng tôi một chút xíu. Là trong bài học này đó, chúng ta có những chữ này mà trong tiếng Việt nếu chúng ta không để ý đó, thì mình dễ nhập nhằng với nhau lắm, dễ lẫn lộn với nhau trong phản ngữ cũng như là từ từ dịch đó. Cái chữ đầu tiên là chữ đích thí, là chữ kiến ha. Dạ, quý vị Quan Hỷ kiên nhẫn cho chúng tôi một chút nha. Chữ đích thí. Và chữ thứ hai đó, chúng ta gọi là Jñāna. Jñāna thì ở đây dịch là trí. Và chúng ta cũng ở đây chúng ta có chữ Paññā. Paññā thường âm là bát nhã. Ở đây dịch là huệ, tuệ. Và chúng ta có chữ Dasana. Thì thưa quý vị, bốn cái chữ này đó, đầu tiên là chữ đích thí, là chữ kiến đó, chúng ta nên hiểu đó là cái quan niệm sống. Dạ, yeah. Cái quan niệm này nó liên quan đến nhân sinh quan của chúng ta. Kiến là quan niệm, chữ gia ná là trí ở đây đó, thì chúng ta nên định nghĩa là sự hiểu biết. Dạ, yeah, sự hiểu biết. Chữ Paññā đó mà dịch là tuệ ở đây là minh triết. Dạ, minh triết. Chúng tôi lấy một cái một cái phân biệt giữa cái Jñāna và Paññā như vậy. Một người á có nhiều cái kiến thức nhưng mà không có nghĩa là người đó ứng biến giỏi. Dạ, và ứng biến hay. Có những người á mà họ có nhiều kiến thức nhưng mà kiến thức họ thuần là trí nhớ thôi, nhưng mà cái trí nhớ đó không có đem ra áp dụng được. Dạ, cái trí mà đem áp dụng được đó, cái đó gọi là Paññā. Cũng như chúng tôi thường nói rằng ở trong cái ngày hôm nay họ nói tới hai thứ là science và technology. Science là khoa học, technology là kỹ thuật. Science là cho chúng ta biết về cái sự hiểu biết về thiên nhiên, science giống như là trí. Và technology đó là kỹ thuật, là khả năng ứng dụng trong đời sống. Mình hiểu một là một chuyện nhưng mình đem áp dụng đó là một chuyện. Thì cái đó. Và chữ Dasana đó, yeah, chữ Dasana thì thứ gì chúng ta được hiểu giống như là một cái trong tiếng Anh gọi là vision. Vision là cái tầm nhìn, cái nhìn của chúng ta. Thì bốn chữ này được đều có đề cập đến ở trong những pháp này hết. Yeah, đề cập đến trong chính cái pháp tinh luyện này, hay là chính tinh cần chi này. Và chúng ta phải đặc biệt rất là chú ý về những danh từ Phật học này, tại vì nó chênh lệch với nhau ở trong đường tơ kẻ tóc thôi. Và cái chênh lệch đó nhiều khi làm cho chúng ta có một cái sự gọi là nhập nhằng, đôi khi không có rõ về những chữ này. Thành ra riêng đây đó, hay là trong bài kinh chuyển pháp luân, thì chúng ta nên phân biệt thế nào là đích thí, thế nào là Dasana, và thế nào là Jñāna, thế nào là Paññā. Như tiếng Việt Nam chúng ta dịch là trí tuệ. Trí tuệ thì dịch là từ tiếng Jñāna cũng được, mà tiếng Paññā cũng được. Nhưng mà kỳ thật rất là khác biệt ở trong Phật học. Thì thứ nhất thì ở đây khi mà chúng ta đề cập đến kiến thanh tịnh đó, thì trong cái kiến thanh tịnh này nó lại đưa hành giả vào trong một cái chúng ta là một cái quan niệm rất là khác biệt về đời sống này. Quan điểm đó nó dựa trên sự nhận thức về hai cái thành phần của đời sống là thân và tâm, và tâm thức. Và vật chất và tâm thức nó đều là những cái kết hợp của những thành phần. Và
những thành phần đó đó cần được hiểu một cách phân tích rạch ròi, chứ không có nên là hiểu một cách mơ hồ đại thể là tôi là ta. Khi mà trên phương diện pháp học hay pháp hành đó, mà đi vào cái thế giới của con người đó, thì thưa quý vị, về điểm này đó, về kiến thanh định này giống như trong khoa học, một khoa học mà khi chúng ta bắt đầu mình học về sinh vật học hay là hóa học, thì mình biết rằng mình phải nhìn cuộc sống nó hoàn toàn nó khác với cái nhìn bình thường. Cái nhìn bình thường của chúng ta là cái nhìn của nhân ngã bỉ thử, của người của ta vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đi vào thế giới của kiến thanh tịnh rồi, mình thấy rằng mỗi một cái sự hiện hữu đó nó có thể là một sự tổng hợp, một sự kết hợp giữa thân và tâm. Thân là vật chất, tâm là cái yếu tố vô hình. Và thân nó là vật chất thì nó có bốn đại, và tâm thì nó có những cái hiện tượng như thọ tưởng hành thức. Vì vậy đó là cái nhìn đầu tiên, gọi là nhìn vào cuộc sống với một cái nhìn rõ. Họ hồi chúng tôi ở gần sư trưởng hồi nhỏ đó, có nhiều khi chúng tôi thấy rằng sao sư trưởng hay đưa ra vấn đề là quẩn xứ giới đế và thấy nó quan trọng, thì mình biết đó là như vậy đó, sao tại sao quan trọng. Nhưng mà thưa quý vị, càng đi vào Phật pháp thì mình thấy rằng cái hiểu về hiện tượng giới của chúng ta đó, về thế giới này đó là cái nhìn đó nó có tất cả là cá thể lắm, nó có tất cả là ngã tính lắm. Ví dụ như là bây giờ hồi nhỏ chúng ta đọc truyện ảnh hưởng truyện truyện của Trung Hoa, và Trung Hoa thì thứ gì mình thấy rằng ở trong Phong Thần thì cho chúng ta biết về Ngọc Hoàng Thượng Đế các tầng trời cũng kiểu người Tàu, và ở địa ngục Thập Điện Pháp Quan cũng kiểu người Tàu, ở trên cõi nhân gian cũng kiểu người Tàu. Nhưng mà rồi lớn lên, khi mà chúng ta bắt đầu tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, học nhiều thì thứ gì mình thấy rằng không thể nào mà thế giới này nó vận hành theo cái kiểu mà rất là Tàu như vậy. Dạ. Nó không thể nào xử sự một việc theo kiểu phán quan ở dưới thập điện Diêm Vương giống như là Tàu như vậy, mà thật ra cái nhân quả thiện ác, các người, các cảnh đó, nó phải vượt qua khỏi cái tầm nhìn đó. Thì ở đây chúng ta nói đến cái kiến thanh tịnh đó, tức là một cái khả năng nhìn con người là một cái sự hiện hữu của thân và tâm, của vật chất và tâm thức, gọi là danh và sắc. Và trong danh sắc đó, đó thì nó có quẩn, có xứ, có giới. Và ví dụ như mình nói rằng sắc thọ tưởng hành thức, hay là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, hay là sự hoạt động của các giác quan. Và Phật pháp đó, là một ở trong, là có thể nói là trong nền văn minh mà hiện đại của nhân loại đó, thì Phật pháp là tiên khởi dạy con người có một cái tầm nhìn khoa học về cái sự hiện hữu của bản thân của mình. Sự hiện hữu đó là sự hiện của các giác quan, của các quẩn vân vân, thì cái đó nó thuộc về về quan niệm mà chúng ta gọi là nhân sinh quan. Và mà đối với một người hành thiền đó, thì người đó phải vượt qua cái nhận thức đầu tiên, cái nhận thức thường trình đó, là tôi là ta, mà thay vào đó chỉ là thấy rằng đây là thấy, đây là nghe, đây là ngửi, đây là nếm, đây là xúc chạm, đây là sắc, đây là thinh, đây vị, đây là xúc, đây là danh, đây là sắc, đây là khổ, đây là lạc, ưu hỷ xả. Nhìn thấy nó tương tự như là quý ngài na tiên ngài nói rằng mình có cái ý niệm về long xa là xe của vua, đó là một chuyện. Nhưng mà khi mà mình đi vào chi tiết đó, thì đây là cái thùng xe, đây là bánh xe, đây là dây cương, đây là dàn nhúng vân vân, thì tất cả những bộ phận nó kết hợp lại thành một cái gọi là chiếc xe hay là long xa. Thì ở đây là một cái nhìn có tính cách là gọi là ngã rẽ, và một cái nhìn ngã rẽ. Và cái ngã rẽ này trong cách sử gia gọi là phân tích tông, gọi là quý phân giác quan sát, là cái truyền thống phân tích mà đạo Phật Nguyên Thủy đề ra, và về sau này người ta cố người ta xóa đi. Nhưng mà thật ra cái nhìn của là mỗi chúng sanh là những cái tập hợp của các quẩn,
của xứ, của giới, của đệ, những cái đó nó làm cho chúng ta có một cái nhìn rất là khoa học, rất là khách quan về cái gọi là tôi và cái ta, nó khác với cái nhìn thường tình. Thì ở đây cái đó gọi là chúng ta gọi là kiến thanh tịnh. Và chúng ta sang đến một cái sự tôi luyện thứ, một cái sự tinh luyện thứ tư, gọi là đoạn nghi thanh tịnh. Đoạn nghi ở đây đó, đó là những cái sự phân vân ngờ vực, và sự phân vân ngờ vực này đó nó đến từ một cái trạng thái rất là sâu thẳm của con người, là chúng ta đã là ai và từ đâu chúng ta đến đây, rồi mình sẽ ra sao ngày mai này, mình sẽ đi về đâu. Dạ. Thì thưa quý vị, đây là một cái trạng thái mà nó khiến cho con người chúng ta không có ổn định. Ngày xưa chúng tôi ở trại tị nạn đó, thì chúng tôi biết không cái tâm trạng của những người sống ở trại tị nạn. Hồi đó chúng tôi sống ở Pulau Pinang, thưa quý vị, ở đó có núi, có biển, núi rất đẹp, biển rất đẹp, và cuộc sống thì không hẳn là sung sướng như theo cái kiểu mà gọi là vua chúa, nhưng mà phải nói rằng cơm ăn thì có cao quỹ Liên Hợp Quốc cung cấp, chỗ ở thì ở lều, nhưng mà ở lều nó cũng giống như sung sướng, giống cắm trại nó cũng vui. Nhưng mà thời đó hỏi đa số người ở trong trại tị nạn thì ít có người nào mà vui với cuộc sống đó. Mặc dù chúng tôi thành thật quý vị là hiện tại bây giờ đó, như là bản thân của chúng tôi bây giờ mà trở về sống những tháng ngày ở trại tị nạn thì quả thật rất là sung sướng, bởi vì ở đó có những bãi cát, bãi biển cát vàng, nước rất là trong, và rồi rất là ấm, biển rất là ấm, rồi có núi, có vân vân. Nhưng mà cái gì mà làm cho bản thân của những người sống trại tị nạn không có tận hưởng được điều đó, không hưởng thụ được, chính là sự băn khoăn về tương lai. Sự băn khoăn, sự băn khoăn là không biết rồi mình có được một đệ tam quốc gia nào nhận không, rồi không biết mình sẽ được Canada, được Úc, được Mỹ nhận không, rồi tương lai mình sẽ ra thế nào. Bây giờ mình rời bỏ Việt Nam, mình làm lại từ đầu, mình trắng tay, rồi không biết mai kia mốt nọ mình qua xứ người, mình có sống được không, có thế này thế kia được theo qua vân vân. Một trăm một ngàn câu hỏi về tương lai, điều đó nó tạo nên một cái cuộc sống gọi là băn khoăn. Nụ cười đó, khuôn mặt đó, tướng đi đó, nó không che giấu được cái sự băn khoăn về tương lai của mỗi người. Ngày nào cũng ăn nói hỉ hạ đó, nhưng mà ở trong lòng luôn luôn băn khoăn về tương lai. Mỗi chúng ta, thưa quý vị, chúng ta sống đều có cái sự gọi là trong kinh Phật gọi là hoài nghi về tam thế. Hay nói cách khác là chúng ta tự đặt ra những câu hỏi mà bản thân của chúng ta không có trả lời được. Dạ, bản thân chúng ta không trả lời, và do vì chúng ta không có tập chú vào trong hiện tại được. Ví dụ như vậy là mình không biết là mình sống được bao lâu nữa, và ví dụ như mình sống được 20 năm nữa thì tiền hưu trí, tiền để dành mình có đủ cho mình sống không, rồi về già có ai lo cho mình không, chính phủ có những cái khoản tiền hư bổng mình giúp chúng ta được hay không, rồi thậm chí có người, nhiều người không biết mình chết rồi người ta có làm đám tang tốt hay không, rồi có ai lo hương khói cho mình hay không, rồi có nhiều người nói mình chết đi rồi còn ai còn nhớ không, có người băn khoăn là 300 năm sau rồi mình chết rồi còn có ai khóc cho mình không. Dạ, chúng ta băn khoăn về tương lai tại vì sao, vì chúng ta không biết rõ. Cho đến lúc nào đó mà do cái sự hiểu biết nhận thức của chúng ta là băn khoăn ngày mai là đặt chúng ta vào một câu hỏi chỉ tạo cho chúng ta sự băn khoăn thôi. Băn khoăn là băn khoăn. Chúng ta có thể cho ra một câu hỏi, nhưng câu hỏi là chỉ là câu hỏi đóng mò thôi, chứ nó không thể nào hết được. Và năm uẩn và sắc thọ tưởng hành thức, dù trong quá khứ nó giống như hiện tại, và dù trong tương lai giống như hiện tại, và nếu quá khứ và tương lai thì giống như hiện tại, thì chúng ta hãy lo chuyện hiện tại đi. Không, chúng ta không có lo. Chúng ta cứ dõi mắt về phía trước, hướng về phương trời xa xăm, và luôn luôn tự đặt cho mình những câu hỏi mà bản thân của mình không trả lời được. Thì cái đó, sự băn khoăn đó chúng ta gọi là nghi hoặc.
Ngài Acharya Ngài có nói rằng một ở trong những tiến bộ của một hành giả tu tập đó, là khi mà ngồi xuống thấy rằng giờ phút này ở trên thế giới này không có ai là không có việc gì quan trọng hơn là hơi thở mình đang tập trung vào, và cũng không có ai làm cho mình hạnh phúc bằng chính cái chánh niệm này. Dạ, mình có thái độ dứt khoát như vậy đó, thì mình mới gom vào hơi thở được. Còn mình ngồi xuống mình niệm hơi thở mà không biết là năm tới chùa mình ra sao, rồi mai mốt học trò đệ tử ra sao, rồi mai mốt cha mẹ vợ chồng con cái ra sao, vân vân, thì chúng ta tiếp tục băn khoăn. Thì những cái sự băn khoăn đó nó là một 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 ám ảnh muôn thuở. Sự ám ảnh muôn thuở đó chúng ta không thấy được là tại sao con người bất an. Cái sự bất an nó đến từ cái việc mà mình đặt ra những câu trả lời của tam thế, quá khứ, hiện tại, tương lai, và những câu hỏi đó thì không ai trả lời được hết. Có ai trong chúng ta mà trả lời được câu hỏi về tương lai và tự vấn, tự đặt cho mình vấn đề tương lai, tức là tự đặt mình vào trong cái thế là tiếp tục sống với băn khoăn. Và chưa có ai sống một sự băn khoăn mà người đó sống an tâm, sống tự đại được hết. Thành ra một khi một người đó mà thấy được rằng các quẩn ở trong quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên ngoài, thu thiển, vi tế, hạ liệt, thù thắng cùng mang một cái bản chất giống nhau, thì như vậy người đó an tâm tập trung vào hiện tại. Nói như vậy thì không phải dễ. Thưa quý vị, nếu mà bây giờ đó mà trở lại hồi tưởng lại khi mà chúng tôi sống ở trại tị nạn, mà nghĩ rằng mình ở trại tị nạn thì cũng là một ngày có 24 giờ đồng hồ, sống trại tị nạn cũng là sống với thân, với tâm chính mình, sống trại tị nạn cũng là hơi thở ra, hơi thở vào, thì mình hãy an lạc với những giờ phút đó đi. Nhưng mà thật ra không dễ thuyết phục đâu. Chúng ta vẫn tiếp tục băn khoăn. Hồi ở Việt Nam thì mong làm sao mà rời khỏi Việt Nam được, qua tới bến bờ tự do, qua tới trại tị nạn rồi đi tìm qua địa tâm quốc gia định cư. Qua đi định cư rồi thì lo cho tuổi già, tuổi già rồi thì lo cho cái chết. Chúng ta luôn luôn bị cái bệnh gọi là lo ra, nghĩ chuyện đi tới. Cái chuyện mà băn khoăn về tương lai, trong đạo Phật gọi là hoài nghi tam thế, là do cái mà chúng ta không có ý thức được rằng cái quá khứ, hiện tại, tương lai vốn nó có một cái bản chất. Nó bản chất nó giống y hệt như vậy thôi. Như bây giờ quý Phật tử đang ngồi nghe pháp, quý vị có thể lo lắng về mình sẽ ra sao trong năm tới, 10 năm tới, 20 năm tới. Thực ra thì nó cũng vậy thôi. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi đi vượt biên á, chúng tôi đi nằm ở trên chiếc thuyền, chiếc tàu, chiếc xuồng nhỏ trên sông Ông Đốc, và chúng tôi nhìn ánh trăng lên á, và chúng tôi tự hỏi rằng không biết 10 năm nữa mình sẽ ra sao. Bây giờ nó đã là 40 năm rồi thì nó cũng vậy thôi. Mình tại vì mình băn khoăn, mà lúc đó nó vượt ngoài, và nếu mà nó vượt ngoài cái hiểu mình thì mình không nên băn khoăn nữa. Thành ra vì đó có một thái độ gọi là gọi một mà đạt đến cái chủ tinh luyện, tức là vì đoạn nghi, là không còn có cái sự băn khoăn về quá khứ, hiện tại, vị lai nữa, mà vị đó hiểu rằng thấy là thấy, nghe là nghe, hơi thở vào là hơi thở vào, hơi thở ra là hơi thở ra. Cái chuyện mà cái tâm rất là vững chãi, cái tâm rất là an lạc đối với từng hơi thở vào, hơi thở ra, sống một cách rất là dứt khoát với hiện tại, và không có đặt để mình trước những cái băn khoăn về tương lai đó, không phải là chuyện đơn giản. Nó là một kinh nghiệm lớn, phải đạt đến chỗ tinh luyện chúng ta mới có thể sống như vậy được. Thưa quý vị, sau cái đoạn nghi ấy, thì sẽ hành giả đi đến một cái sự tinh luyện thứ năm gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Dạ, đạo phi đạo tri kiến tịnh là ở đây nó có một sự tinh tế hơn trong cái nhận thức của mỗi chúng ta. Lấy ví dụ như là mình cũng lái xe trên đường. Lái xe trên đường, nhưng mà chiếc xe đó nó nghiêng về bên, nó không có đều tay lái, nó nghiêng về phía bên phải đó, thì mình phải điều chỉnh về bên trái. Bên phải cái nó điều khiển về bên, mình phải kéo nó về bên phải. Vấn đề không phải là mình nên giữ bên trái vấn đề bên phải, mà mình nên điều khiển làm sao cho nó thích hợp. Và với một hành giả mà đi trong giai đoạn này đó, thì vị đó hiểu rằng ở trên đời này không phải chỉ có thiện và bất thiện, mà ngay cả điều thiện đôi khi nó cũng là cái trở ngại cho chúng ta nữa.
Chúng tôi nhớ rằng ngày xưa đó, ở gần Ajahn Anando, một vị đệ tử ngài Chan Cha đó, thì vị này có nói rằng hồi mình mới vào trong chùa đó, thì mình rất là quan tâm là làm sao để đi đậu đà, đi đậu đà sống trong rừng. Nhưng mà một lúc nào đó, đó mà một người mà đã thành thạo mà đi vào rừng nó thoải mái rồi, về ở chùa lại không muốn ở chùa mà chỉ mơ ước đi trong rừng, thì cái đó nó cũng là cái trở ngại. Tại vì sao vậy? Điều đó nó trở thành một đam mê, điều đó nó trở thành một điều mà cần phải điều chỉnh. Thành ra những cái pháp mà khi mà nói về đạo phi đạo tri kiến tuệ, thí dụ như là hào quang, như là tuệ giác, sự hiểu biết, hay là sự khoan hỷ, hay là nó có nhiều thứ, mà những thứ đó đó bây giờ như chúng ta không có đạt đến thì chúng ta thấy nó đều là tốt hết. Tuy nhiên khi mà chúng ta đạt đến rồi mà mình trở nên bám víu nó thì nó trở thành một chướng ngại. Trong trong các trường thiền, các vị thiền sư dạy chúng ta rằng ngay cả khi hành thiền mà mình có được cái cảm giác khoan khoái, cảm giác nhẹ nhàng, thì mình chỉ nên biết cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, trở về với hơi thở, đừng theo nó. Và nếu mà mình theo nó thì nó sẽ trở thành một cái trở ngại. Một cái người mà mới đi học đó thì nên để ý đến bộ đồng phục của mình, làm sao cho được tươm tất, sách vở được ngăn nắp. Nhưng mà nếu mà mình đi học mình cứ lo cái quần áo bên ngoài đó thì nó cũng sẽ có vấn đề. Thì ở đây khi mà nói đến đạo phi đạo tri kiến tịnh đó, thì hành giả đi qua một sự tinh luyện, mà sự tinh luyện này khiến cho hành giả có tinh tế, là hành giả hiểu rằng ngay cả những điều gọi là thiện pháp nó cũng là một cái trở ngại. Chúng tôi có một lần bị rầy ở trong ở tại Quách Khương đó, lúc ở Chân Lim. Thì thưa quý vị, Chư Tăng đi đậu đà rồi buổi chiều có cái buổi uống nước ấy, rồi Chư Tăng mới xin ngài cho phép để có cuộc thảo luận Phật pháp. Dạ, thì ngài để ý thảo luận Phật pháp, mà bởi vì ở trong rừng á, đi đầu đà thì đứng thế nó yên lặng, nó đôi khi nó buồn, nhưng mà khi có thì giờ đàm luận với nhau thảo luận thì ai cũng hoan hỷ hết. Và từ đó trở về sau thì các vị hay yêu cầu là tới giờ làm ơn cho có thì giờ thảo luận. Thì ngài Chanh Liêm á, ngài nói rằng bây giờ ngày mai mình thử 3 ngày yên lặng không có thảo luận, gặp nhau uống nước nhưng mà ngồi yên lặng thôi chứ không có thảo luận. Tại vì ngài nói rằng nhiều lúc mình phải điều chỉnh á, cái chuyện mà vui thích trong cái đàm luận đó là chuyện tốt, nhưng mà nếu mà người vào trong rừng đầu đà mà cứ lo chờ đến cái giờ để uống nước, giờ để đàm luận với nhau đó, thì cái sự yêu thích về đàm luận đó nó sẽ trở thành vấn đề. Dạ, thành ra khi mà nói đạo phi đạo thi kiến tịnh là người đó có khả năng là hiểu biết cái gì chừng mực, cái gì phải lẽ, cái gì cần phải điều chỉnh, cái gì không đi quá đà. Dạ, về cái này nó khó. Ngay cả một vị tu tập một có hào quang của vị, có pháp hỷ của vị, tất cả thứ đó đều phải điều chỉnh hết. Thì ở tại đây đó, là tương đối là vị này có cái tinh đấy, là biết cái gì mà nó là vừa chân, cái gì nó là phải lẽ, cái gì là nên ghi nhận rồi bỏ đi. Dạ, ghi nhận rồi bỏ, ghi nhận rồi tiếp tục lên đường, chứ không thể nào mà cứ bám víu vào những cái thứ mà mang tính cách nhất thời, mang tính cách giai đoạn đó được. Và cái tinh luyện thứ bảy chúng ta gọi là tri kiến thanh tịnh. Yeah, cái tri kiến thanh tịnh này đó, thì thưa quý vị, nó là đặt để hành giả vào một cái giai đoạn đặc biệt, rất là tế nhị. Và hôm nay thì thật sự chúng tôi cũng không có đi quá sâu vào. Nếu vị nào mà có học về 16 cái tuệ thì minh sát đó, thì từ cái chi pháp số 7 này trở đi cho đến số 9 đó, ở trong đó nó bao gồm cả 16 cái tuệ thì minh sát. Đại khái là ở đây là cái tri kiến thanh tịnh này, là vị này có cái khả năng vô cùng bén nhạy, và vô cùng bén nhạy để thấy được thí dụ như sự sanh và diệt, cái sự khởi đầu của một cảm thọ, sự khởi đầu của hơi thở, sự kết thúc của một cảm thọ, kết thúc của hơi thở, đó chúng ta gọi là sanh diệt.
và những cái gì sanh, cái gì diệt đó, vị đó thấy rất rõ. Và sau một thời gian đó, thì do cái biết rất là nhanh đó, thì vị này chỉ ghi nhận những gì mà đang có mặt biến mất thôi. Dạ, chứ các vị không có không có còn chú trọng những cái sanh khởi nữa, mà chỉ thấy cái gì biến mất, cái vị biết rất là rõ, giống như nhìn vào một bong bóng mà nó vỡ tan. Và rồi thưa quý vị, nó trải qua một số các cái tuệ mà hồi nãy chúng tôi nói rằng chúng tôi không muốn đào sâu vào những tuệ này, giống như là khoảng quả trí hay là dục thoát trí hay là hành xả trí thuần thứ. Và thì đại khái đó là đây là một cái nhìn càng lúc càng tinh tế đối với các đối với các hiện tượng thân và tâm, giống như trong kinh Vô Ngã Tướng nó nói rằng bậc thinh văn đã nghe và thế rồi đã nghe và thấy như thế rồi thì sanh tâm nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham tâm được giải thoát. Thì đó là cách nói rất là ngắn, nhưng mà cái đã nghe và đã thấy như thế rồi đó, thì thưa quý vị, ở đây chúng ta tạm nói rằng trong cái nhìn về hiện tượng sanh diệt đó, nó đi vào cái chuyện rất là tinh tế. Ở đây chúng tôi tạm một cái ví dụ như vậy là một cái người mà một cái người mà giỏi nấu ăn ngon, giỏi nấu á, thì thưa quý vị, không phải chỉ có biết về nguyên liệu không, mà vị đó biết là canh vào cái thời lượng thế nào là những cái vật mà là cần phải để sống một chút, thế nào là những thứ cần phải kho như, cần phải như, và thời lượng để bao lâu, giữ bao lâu, vân vân, chứ không phải là mình mới lửa lên mà để đó không. Và đôi khi đó những cái chuyện mà mình nấu, mình nướng, mình phải trở qua trở lại nấu bao nhiêu là vừa đủ, thì cái đó nó là cái khéo. Cái khéo ở đây tức là ở trong cái giai đoạn này gọi là tri kiến thanh tịnh. Cái sự tinh luyện số thứ 8 mà chúng ta nói ở đây tức là tuệ thanh tịnh. Ở tuệ thanh tịnh ở đây nói về đạo tuệ và quả tuệ, tức là bốn thánh đạo, bốn thánh quả, là ở cái cao độ của gọi là giác ngộ giải thoát. Và cao điểm giác ngộ giải thoát, cái sự giác ngộ ở đây nó cao điểm đủ để chặt các phiền não, như là đối với sơ đạo thì đoạn diệt được thân kiến ngoài nghi giới cấm thủ, đối với nhị đạo thì làm giảm nhàn dục ái và sân, đối với tam đạo thì đoạn tận dục ái và sân, và đối với tứ đạo là đoạn tận năm thượng phần kiết sự. Thì như vậy đó, chúng ta gọi là tuệ tịnh. Và ở trong về điểm này thì chúng tôi cũng chỉ nói thêm một điểm rằng ở đây dùng chữ ban nha, mà trong mà trong cái dịch của các bậc cổ đức thời xưa, các dịch thuật Trung Hoa đó, thì các vị không có dịch là tuệ mà cứ dịch để là bát nhã. Tại chữ ban nha ở đây nó mang ý nghĩa rất là đặc biệt. Chữ ban nha ở đây là vừa thấy niết bàn mà là vừa đoạn tận kiết sự. Và hai cái đó cùng là một. Và cái thấy niết bàn này đó là cái thấy mà được diễn tả trong kinh Bát Nhã đó, là nó vượt ra ngoài tất cả những phạm trù của sống, tại vì niết bàn nó không nằm ở trong cái phạm trù đó. Và đây là một cái thứ Bát Nhã mà rất là khó đi diễn tả trong đời sống của chúng ta, bởi vì niết bàn nó không dựa trong cái phạm trù hiện tại là nhân ngã bỉ thử hay là vui khổ thiện ác vân vân. Và sau cùng đó thì chúng ta đề cập đến giải thoát thanh tịnh. Giải thoát thanh tịnh ở đây đó là một cái sự tinh luyện mà về điểm này đó, thì thưa quý vị, vị này vượt lên trên tất cả. Vượt lên trên tất cả. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mình bị phiền não, mình tạm chấm dứt, mình vượt qua chút phiền não đó, mình gọi đó là mình được giải thoát một chút. Nhưng mà rồi mình sống là mình dựa vào thiện pháp, thì cái thế giới chúng ta vẫn là thế giới của thiện và của bất thiện. Nhưng mà rồi một cái vị mà gọi là hoàn toàn giải thoát thì vị đó vượt cả hai cái ý niệm thiện và bất thiện, vị đó vượt ra ngoài cả hai cái
cái gọi là tâm giải thoát và tuệ giải thoát, và một cái trạng thái niết bàn mà vượt ra khỏi, vượt lên trên tất cả, vượt ngoài tất cả, thật ra không có dễ để mà mình hiểu được. Một cái mức độ mà trong cái ngôn ngữ gần nhất mà chúng ta có thể nói được đó là diệt thọ tưởng. Diệt thọ tưởng, tuy vậy cái diệt thọ tưởng nó chưa đủ để mà nói về niết bàn. Niết bàn là một cái sự giải thoát toàn diện, thì đó là một cái sự thanh tịnh thứ chín. Thì nói chung trong chính cái pháp tinh luyện này, chúng ta muốn nói sự tinh luyện mà ở đây gì là tinh cần chi, là một cái nỗ lực đạt đến cái chỗ hoàn thiện mà thanh tịnh, thanh tịnh của giới, thanh tịnh của tâm, thanh tịnh của kiến, rồi qua những cái giai đoạn tế nhị như là đoạn nghi, hay là đạo phi đạo, hay là hành lộ tri kiến thanh tịnh, rồi tuệ tịnh, rồi giải thoát tịnh. Thì thưa quý vị, cả chính cái công đoạn này đó, nó là chính cái công đoạn rất là tế nhị của pháp học, pháp hành và pháp hành. Và ngày Bố Thất Khô Sát thì ngày dựa vào một phần của bảy cái giai đoạn đầu, từ cái giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, rồi đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, rồi hành lộ tri kiến thanh tịnh, rồi kiến thanh tịnh đó, để ngài viết lên cái tác phẩm là cái xương, biết là tác phẩm mà chúng ta gọi là một trong những tác phẩm vĩ đại của đạo Phật, đó là Thanh Tịnh Đạo Uý Xuất Thí Mắc Giác. Và bảy cái pháp thanh tịnh này cũng được đề cập đến trong một cái bài kinh rất là nổi tiếng của Trung Bộ Kinh, là kinh Trạm Xe. Dĩ nhiên là chúng ta không có thời giờ để đào sâu vào bảy pháp thanh tịnh này, nhưng mà bảy pháp thanh tịnh này đó hé mở cho chúng ta một điều rất là rõ ràng trong đạo Phật, là con đường tu tập của Phật pháp không phải là con đường mơ hồ. Con đường tu tập trong đạo Phật pháp đó không phải là những cái thành tựu, không phải là sự ban phong, hay là nói cho có nói, mà thật ra nó là những cái thứ bậc tuần tự. Và trong thứ bậc tuần tự đó có phương pháp, có cái mà chúng ta gọi là có một cái quá trình. Trong quá trình nó đi qua nhiều cái công đoạn, và mỗi là công đoạn mang ý nghĩa rất là đặc biệt. Thì nếu chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng chính pháp này đó là một cái bản đồ của một hành trình giác ngộ giải thoát, mà cho dù chúng ta chưa đi hết cái hành trình đó, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng chính Phật pháp đã có những cái giảng dạy rất là rõ và rất là rõ ràng, rất là chi tiết, và đó là tại sao nó tạo một sắc thái rất là đặc biệt. Mà vì sau này Lama Govinda có khẳng định rằng Phật pháp không phải chỉ ca tụng những giá trị về thiện pháp, giá trị về giác ngộ giải thoát, mà Phật giáo, Phật pháp dạy những phương pháp, và những phương pháp đạt đến những giá trị đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi xin được điền khuyết cho Đại Đức Pháp Tính ở trong bài học ngày hôm nay. Và giờ rất là hoan hỷ thấy giờ này có Thượng Tọa Từ Siêu vào rồi. Không biết là Thượng Tọa Từ Siêu có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Từ Siêu có ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ nói cho vài câu để trước khi trong lúc soạn các câu thảo luận. Dạ, kính thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý tu nữ Phật tử, khi chúng ta nói đến các cái pháp tịnh thì như khi nãy chúng ta có nghe thì cái giai đoạn nói ở trong bộ Uý Xuất Thí Mắc Giác Thanh Tịnh Đạo là Bố Thí Khô Sát, ngài
nói đến bảy tịnh, thất tịnh. Dựa theo cái bài kinh Trạm Xe mà tôn giả Mantani Buddha và tôn giả Sariputta, hai vị đã gặp nhau và thảo luận về cái mục đích cứu cánh của đời sống phòng hạnh. Khi tôn giả Sariputta hỏi rằng là mục đích cứu cánh của đời sống phòng hạnh này có phải là giới tịnh, thì ngài Mantani Buddha nói không phải. Rồi tôn giả Sariputta hỏi tiếp, như vậy thì mục đích của đời sống phòng hạnh là tâm tịnh và vị kia trả lời là không phải. Rồi ngài Xá Lợi Phất hỏi tiếp, hay là mục đích kiến tịnh, hay là mục đích đạt đến đoạn di tịnh, hay là đến đạo phi đạo tri kiến tịnh, hay là đạt đến hành lộ tri kiến tịnh, hay là đạt đến tri kiến thanh tịnh. Thì tôn giả Mantani Buddha ngài mới nói rằng có tất cả, nhưng mà nó phải theo cái trình tự, có đạt đến cái này thì mới đạt đến cái kia. Rồi tôn giả Mantani Buddha mới đưa một cái thí dụ về bảy trận xe mà vua Vasenadi khi từ sau khi mà đi đến thành Vesali phải qua bảy trạm xe, một trạm như vậy mới dừng lại thay đổi ngựa khỏe để tiếp tục đi. Nếu không có trạm xe thứ nhất thì sẽ không có trạm xe thứ hai, và nếu không có trạm xe thứ hai thì không có trạm xe thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Và nếu không có trạm xe thứ bảy thì vua sẽ không đến được Wesley. Cái chuyến du hành của vua Pasenadi không phải vì muốn đi đến trạm xe thứ nhất, cũng không phải vì muốn đi đến trạm xe thứ hai, và cũng không phải tự nhiên đi đến trạm xe thứ bảy, mà phải là đi đến trạm xe thứ nhất rồi thay đổi ngựa đi đến trạm xe thứ hai, vân vân. Ví dụ đó cũng giống như là trường hợp thất tịnh vậy đó. Đời sống phòng hành này trước tiên vị tỳ kheo phải thành tựu được giới tịnh. Khi đã được thành tựu giới tịnh rồi thì vị đó mới tiếp tục thành tựu về tâm tịnh, tức là thiền định, tức là định tâm. Rồi tiếp tục vì đó, sau khi định tâm, vì đó mới thành tựu được kiến tịnh, tức là bắt đầu qua cái phần tuệ, cái phần tri kiến dài cho đến hành lộ tri kiến tịnh. Nhà nó đất sẽ nói một sự thiết. Ở đây trong bài kinh này có thêm hai nữa là
Khi mà đạt đến thì cái thanh tịnh thì tiếp đến là và tuệ tịnh hay tuệ thanh tịnh. Đạt đến tuệ thanh tịnh thì đạt đến giải thoát. Cho nên nếu như mà chúng ta tính theo ở cái tuệ minh sát thì chúng ta thấy rõ ở đây là khi mà đạt đến các tịnh thuộc về tuệ, đạt đến các tuệ minh sát còn tri kiến thanh tịnh thì đó là trí ở trong tâm đạo, và tuệ thanh tịnh thì đưa đến trí trong tâm quả. Và giải thoát thanh tịnh ở đây tức là chỉ cho niết bàn. Thì như vậy khi mà cái đề cập đến tuệ mà tu tập á, thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu rằng là đối với đạo quả niết bàn, cái đó là phải tu tập, mà cái đó là cần sanh khởi hay là cần tác chứng. Bởi vậy khi mà nói đến cái pháp là cần phải tu tập thì ở đây chúng ta phải biết rõ nè, giới cần phải tu tập, định cần phải tu tập, tuệ cần phải tu tập. Và trong cái tuệ đó là nó bước qua cái ngưỡng cửa họ sắp giải thoát. Vì chính cái pháp tịnh này được gọi là những tinh cần chi thanh tịnh, những cần chi thanh tịnh được phân làm ba, tức là giới, học, định, học, tuệ, học. Nhưng mà tăng thượng giới học ở đây là Athisila Sikha là thuộc về giới tịnh. Và tăng thượng tâm học Athisila Sikha thì nó thuộc về tâm tịnh. Và tuệ học, tăng thượng tuệ học quá thì ở thiếp Panya Sikha nó thuộc về kiến tịnh, đoạn nghi tịnh, đạo phi đạo, tri kiến hành lộ, tri kiến tịnh, tri kiến thanh tịnh, tuệ tịnh và giải thoát tịnh. Thì như vậy rõ ràng là nếu mà ở hai phương diện đề cập đến chính pháp này mà xếp thành giới định tuệ thì bảy cái tịnh sau đó thuộc về tuệ. Do đó cho nên chữ giải thoát tịnh ở đây chúng ta không nói đến niết bàn vì nó còn nằm ở trong tuệ. Với lại khi mà nói đến chính cái tịnh này, chính thanh tịnh cần chi này nó thuộc về cái pháp cần phải tu tập, có nghĩa là còn đang được huấn luyện, đang được rèn luyện. Và do đó cho nên tri kiến tịnh, tuệ tịnh
thì chúng ta không nói ở chỗ này là đạo quả và giải thoát tình là niết bàn, chúng ta không nói. Tại sao chúng tôi lúc đầu nói như thế mà bây giờ lại nói như thế? Thưa quý vị, tùy theo chỗ mà xài, tùy theo chỗ mà chúng ta giải thích. Thường ở trong chú giải Ngài Bồ Tát Khô Xá, khi mà Ngài giải thích những cái vấn đề này, có đôi khi Ngài dùng cái từ đó, từ thấy như vậy, nhưng mà để chỉ cho các pháp sư thế nói chung, hay là để chỉ cho riêng thánh đạo, hay riêng như thánh quả. Và có những trường hợp thì chỉ cho cái tuệ phản kháng, hay là cái tuệ hồi quán, bất tùy với cái đó. Nó tùy cho chỗ mà chúng ta hiểu cái pháp đó. Vì vậy ở đây khi mà nói đến pháp cần phải tu tập, thì trước tiên là chúng ta phải hiểu chính cái pháp này, là chúng ta phải rèn luyện, phải tu tập cho có. Cho nó được thuần thục. Thứ hai nữa, nếu như mà đề cập đến trong cái pháp tu tập thì bảy cái tịnh sau, kể từ kiến tịnh cho đến giải thoát tịnh, thì chúng ta phải nằm ở trong cái phạm trù là tuệ học. Đây là những vấn đề mà chúng ta gặp phải cái sự khó hiểu, chứ không phải là dễ hiểu đâu thưa quý vị. Tuy nhiên, cái pháp mà Đức Phật đã thuyết ra đó, nhất là cái con đường tu tập của chúng ta, nó phải luôn luôn có một cái trình tự, giai đoạn trình tự, chứ không phải là nói một cách đơn giản vừa nghe pháp xong là chứng quả A La Hán hay chứng quả Tu Đà Hoàn, mà chúng ta không biết đến cái quy trình chứng đạt. Thì như vậy lâu ngày người này người kia chỉ nghe pháp nói rằng là đắc đạo quả, bởi vậy chúng ta im lặng, chúng ta không có giải thích được. Cho nên ở đây chúng tôi cũng xin trình bày thêm những gì mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa giảng cho quý vị nghe rồi. Bây giờ thì thấy Thượng Tọa Giác Đẳng có nêu cái khâu thảo luận, xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Và chúng tôi biết chắc rằng ngày hôm nay là chúng tôi phải phải chiến đấu cho đến hết giờ, vì trong rung còn ai hả. Giờ thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Dạ sư, kiên thưa Tổ Tiểu Siêu. Tổ Sư, Tổ Tiểu Siêu, chúng ta thấy có một cái khuynh hướng rằng đôi khi đề cập đến sự tu tập mà nó qua một hành trình có nhiều công đoạn, thì có nhiều người khác mệt mỏi, học không nó mệt rồi đừng nói chi là thực hành, nói chi đến thực hành. Rằng người ta có một cái sự cổ võ mà có vẻ là được nhiều người theo lắm, đó là tu mau hay tu tắc, hay gọi là tu đúc giai đoạn. Và người ta dẫn chứng là thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người đâu có học những cái như là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh đâu mà học một cái đạo tạo chứng quả thôi. Thì cái chuyện mà đốt giai đoạn hay tu mau tu tắc á, nó có được xác nhận trong Phật pháp hay không, hay là trong việc tu mình có đốt giai đoạn được hay không, hay là mình phải tuân tự như tiếng? Xin Thượng Tọa Hoằng Hỷ làm sáng tỏ điểm này.
Anh Nam Mô Bụt Thầy chứ. À, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì chúng ta không thể nói cái vấn đề mà tu tắc hay là tu tuần tự khẳng định một cái khía cạnh nào, một bác bỏ cái khía cạnh kia. Cái vấn đề mà chứng đắc á, nó có hai ở trong Phật giáo có đề cập đến. Dantapinya, tức là đắc chẳng. Và Khipapanya, Khipapinya, tức là đắc nhanh. Hành giả mà đắc chậm hay đắc nhanh là do nơi ngũ quyền yếu hay là mạnh. Ngũ quyền ở đây tức là tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Nếu như ngũ quyền yếu nghĩ đến tu tập, ngũ quyền cũng mới mẻ quá cho nên chưa có thuần thì gọi là, thì vị đó sẽ đắc chậm. Còn nếu như mà ngũ quyền mạnh thì vị đó đắc nhanh. Và trong cái việc mà đắc chậm đó, nó cũng có hai trường hợp. Một là hành năng hay là hành dĩ. Hành năng gọi là Dukkha Patipada, là cái sự tu nó khó, tu khó khăn. Còn hành dĩ gọi là Sukha Patipada đó, là một vị tu tập nó dễ, nó thoải mái. Còn đắc cấp, đắc chanh nó cũng có hai trường hợp. Hành năng mà đắc trì, hành năng mà đắc cấp. Hành dĩ đắc trì, hành dĩ đắc cấp. Như vậy chúng ta có bốn trường hợp. Người mà nặng về phiền não, tập khí ở trong quá khứ, nó nặng về tham sân si, cho nên bây giờ tu chậm chút. Thì đối với người mà do cái tập khí nặng về phiền não và ngũ quyền yếu thì bây giờ phải tu tập tuần tự nhi tiết, tức là phải tu thứ lớp, nó sẽ mất nhiều thời gian mới chứng đắc được. Còn một người mà quá khứ đã quân tập thiện pháp nhiều, nhất là đã thuần thục ở trong cái vấn đề tu định, đã có thuần thục trong vấn đề tu định rồi, tu thiền định, cho nên đã quen. Một là ít có phiền não chi phối, tức là phiền não trong năm thiền cái
ít không bị phiền não chi phối, cho nên hiện tại tu dễ. Và nếu như người đó ngũ quyền tính tấn định định tuệ mà nó mạnh nữa thì cái trường hợp này tu nhanh, nghe đắc chí mau. Người ta có người thì họ dựa vào những cái công đoạn mà được kinh sách ghi nhận, giống như trong bài kinh Trạm Xe hoặc là trong cái đoạn kinh mà bài kinh Trạm Xe là kinh thất tịnh, ở đây là chính tịnh, cửu tịnh. Nên dựa vào đó người ta nói là tu là phải tuần tự như tiếng. Nhưng mà người đó nói như vậy có nghĩa là người này quên có những cái trường hợp một người là họ tu tập, họ hành đạo thoải mái, dễ dàng và đắc nhanh nữa. Họ quên có cái gì, cho nên họ mới nói rằng là tu là phải tuần tự như tiến, chứ không thể nào mà đốt giai đoạn được. Còn có người khi mà họ chỉ nhìn thấy vị khác nghe Đức Phật là thuyết pháp thôi, khỏi cần phải qua cái giai đoạn gì hết, nghe thuyết pháp nhất thời pháp thì để chứng được đạo quả, thì người đó lại nói rằng chỉ cần nghe câu pháp là chứng đạt được. Người đó mới cho rằng là một người tu tập có thể đốt giai đoạn, nghĩa là tu tắt, hay có đôi khi người ta nói là đốt bộ. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì dầu cho nó nhanh hay nó chậm, nó cũng phải có trước có sau. Một cái đoạn đường dài 100 km, xe chạy từ đầu, từ cái điểm này, từ cái số thứ nhất, km thứ nhất cho đến km thứ 100, tùy theo xe. Có xe chạy phải mất là 2 tiếng đồng hồ hoặc là 3 tiếng đồng hồ, còn có xe thì nó chạy chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ trong cái số là tới nơi. Thế trường hợp này đó, cái đoạn đường nó cũng bao nhiêu km đó, nhưng mà tùy theo xe tốt thì sẽ sống, xe tốc độ cao hay là tốc độ bình thường. Và cả hai xe khi mà lăn bánh trên đó thì cái quãng đường 100 cái số đó, bánh xe, chiếc xe hiện đại này với bánh xe của chiếc xe cổ lưu sĩ này, nó cũng đều phải lăn đủ 100 km. Nhưng mà lăn nhanh hay lăn chậm, cho nên cái thời gian chạy dài mới đến đích, hay là cái thời gian rút ngắn lại. Thời gian rút ngắn không có nghĩa là cái không gian rút ngắn. Không gian là không gian, chỉ có thời gian là rút ngắn được. Cho nên trong cái việc tu tập của chúng ta, quý vị, cái quy trình tu tập phải là như vậy. Nhưng mà vì có người ở đắc kỳ, đắc chậm, do đó cho nên đối với người này
phải kéo dài thời gian, giống như tuần tự di tiến vậy đó. Còn có người thì trong quá khứ họ đã chuẩn bị sẵn sàng, trí tuệ họ đã bén nhạy rồi, cho nên bây giờ chỉ cần khởi lên trí tuệ hướng đến là họ đã chứng đắc rồi. Nhưng mà trong cái chứng đắc dầu gì đi nữa thì thưa quý vị, nó cũng không phải là một điều khó. Bởi vì tâm sanh diệt một cả triệu triệu sát na trong một khẩy ngón tay, trong một bút ngón tay. Ở trong một triệu triệu sát na đó thì nếu mà phân định về thất tỉnh hay là cửu tỉnh thì cái điều này nó cũng không phải là, không phải là cái chuyện lâu dài, lâu lắc gì. Cho nên trong trường hợp của chúng ta phải hiểu rằng tùy theo cái căn cơ, cái nhân duyên của mỗi người, tu mau thì cũng chậm thôi, nhưng mà cái quy trình giải thoát thì cũng phải giống nhau như thế. Ở đây cũng nói xin thêm, xin nói thêm quý vị biết một vấn đề là Đức Phật Toàn Giác hay Đức Toàn Giác hay là Đức Độc Giác hay là một số các vị thanh văn đệ tử Phật đó vậy, đừng nghĩ rằng mới còn phàm vì đã chứng đắc A La Hán điều là vì đó đốt cháy giai đoạn bỏ qua cái sơ đạo, sơ quả gì đó, như quả tam đạo tam quả, không đồng tư. Theo diệu pháp thì học đến chứ tâm quy thí, lộ trình tâm đó, thì chúng ta sẽ thấy một vị mà họ tu chứng tiền từ vòng vu trở đi đó, nếu họ khởi sanh lên cái lộ tâm đắc sơ đạo, tôi đã đắc tu đùa rồi, họ dừng lại ở đó một thời gian sau thì họ mới tiếp tục đắc lộ tâm nhị đạo, họ có cái lộ tâm đắc nhị đạo. Còn thời gian sau nhị đạo tức là tứ đà hàm, thời gian sau nữa thì mới đắc tam đạo tức là tứ đà hàm, rồi thời gian sau mới đắc tứ đạo là A La Hán. Nhưng mà với một vị Phật Độc Giác, vị Toàn Giác và một số vị Thanh Văn Giác á, thì cái lộ tâm chứng sơ đạo, sơ quả nhị đạo, nhị quả tam đạo, tam quả tứ đạo tứ quả thì khởi sinh tiếp nối với nhau chỉ xen kẽ có bốn sát na hậu kiếp mà thôi. Giữa cái lộ tâm đắc đạo này với lộ tâm đắc đạo cao hơn thì chỉ xem bốn lộ tâm, bốn cái sát na tâm một kiếp. Tổng cộng đắc đạo quả trải qua cái thời gian của bậc Toàn Giác, bậc Giác và một số vị Thanh Văn thì trải qua 40 lộ tâm, 40 sát na tâm là xong rồi. 40 sát na tâm xong kỹ cả tâm khách quan và tâm chủ quan và tâm hữu kiến. 40 sát na thôi. Mà trong khi tâm sanh diệt triệu triệu sát na. Chỉ có cái vấn đề là một số người họ đắc tu được vườn xong rồi nghỉ để đó, một thời gian sau họ hành thiền nữa, nghe pháp nữa, họ mới chứng tứ đà hàm, a na hàm và a la hán. Có như vậy cho nên cái vấn đề mà tu tắc hay là tu tuần tự đó không được nói đến là điều không có,
Phật pháp mà nói theo Phật pháp đó, thì không có thể đốt cháy giai đoạn được, không thể đốt giai đoạn, không thể bỏ cái này mà bỏ qua cái này mà chứng cái kia được đâu. Ngay cả thiền cũng vậy thưa quý vị, hầu như là tất cả các pháp tác chứng là chúng ta phải tuần tự hết, và tuần làm tuần tự hết. Đắc sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi đắc thiền sắc giới xong rồi thì mới đắc được cái không vô vi xứ vô sắc giới, thức vô vi xứ vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ. Thì hệ thế phải có cái sự trình tự như thế. Chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta thấy lúc mà đạo sĩ Gotama, tức là Thái tử Siddhartha, khi mà ngài trốn khỏi hoàng thành đi xuất gia, khi mà đạo sĩ Gotama mà đi đến, đạo sĩ Gotama tức ngài đó, đi đến hai vị kia để tham vấn. Một vị là Alara và một vị là Uddaka. Alara Ramaputta thì hướng dẫn cho ngài, cho Bồ Tát là, tức là đạo sĩ Bồ Đà mới tu tập để chứng vô sở xứ. Và sau đó vì chưa hướng dẫn cho ngài chứng được phi tưởng vi tưởng xứ, chúng ta chỉ nghe trình bày cái chỗ đó, chúng ta tưởng là ngài đi tắt ngang, may mắn quá ngài đi đến gặp vị đạo sĩ kia hướng dẫn cho ngài tu mấy những bữa, về bữa đắc được đầu, đắc được thiền vô sở xứ, thiền phi tưởng vi tưởng xứ cao tổ. Ở đây nói đến cái thiền tối cao, nhưng mà trước đó chúng ta muốn phải hiểu, hễ mà muốn đắc được phi tưởng vi tưởng xứ là vị này phải đắc được vô sở xứ, lấy vô sở hữu xứ để làm đối tượng, làm cảnh địa ngục cho chứng được cái thiền phi tưởng vi tưởng xứ. Đắc được vô sở hữu xứ thì mới làm nền tảng cho vô sở hữu xứ, đắc được thức vô vi xứ thì mới làm nền tảng cho vô sở hữu xứ, rồi đắc được không vô vi xứ thì mới làm nền tảng cho thức vô vi xứ. Đắc được thì sắc giới, cái ngõ này, cái khởi điểm này rất quan trọng thưa quý vị. Đắc được thì sắc giới rồi thì mới chứng được cái thiền vô sắc giới, bởi vì cái địa ngục hư không mà Kasina đó, cái địa ngục đó là lấy một cái lỗ hổng ở trung giác rồi chi niệm cái đó mà đắc chứng được ngũ thiền sắc giới. Và khi vị ấy muốn vượt qua khỏi sắc giới thì cũng lấy lại cái địa ngục hư không đó mà chú tâm trên một cái khái niệm hư không là không hồ mé, mới đắc được không vô nguyên xứ. Do đó chúng ta phải hiểu rằng tùy theo vị đắc nhanh đắc chậm thôi, chứ cái gì nó cũng phải có sự trình tự của nó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Chắc Đẳng vừa nêu. Bây giờ xin thỉnh Thượng Tọa trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Tiểu Sư. Mà Thượng Tọa Tiểu Sư có một điều mà rất là nhiều vị khi mà đọc vào Thanh Tịnh Đạo đó, thì các vị thấy rằng ở trong Thanh Tịnh Đạo đó đề cập đến cả
những cái yếu nghĩa của ba tạng kinh, luật và vi diệu pháp. Và đối với những vị tu thiền đó, thì cảm nhận rằng những cái giáo nghĩa mà được trình bày ở trong thân tịnh đạo nó có quá nhiều cho một người tu tập. Thì tuệ sư có nghĩ rằng có trường hợp nào mà sự trang bị về pháp học đó nó trở nên quá nhiều, quá dư thừa về tu tập, hay đòi hỏi quá cao hay không? Cũng giống như là ở ngoài đời người ta thường nói rằng mình muốn thành công ở trong thương trường mình phải học học cao, có học vị cao. Nhưng có nhiều người nói rằng những người thành công thương trường không nhất thiết họ phải có học vị cao, phải có bằng cấp cao. Thì Thượng Tọa nghĩ sao về điểm này? Kính thưa Thượng Tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, những cái vấn đề mà được Thượng Tọa Giác Đẳng hỏi hôm nay nó đều có một cái, nó chỉ có một cái lối giải thích, nó chỉ có mỗi một cái lối giải thích. Nhưng mà trong cái câu hỏi số 2 này thì chúng tôi cũng xin thưa rằng là Ngài Bồ Tát Khô Sát khi mà Ngài nói đến trong thanh tịnh đạo mà cái phần định nói đến cái bước đầu, cái bước chuẩn bị, vì hành giả phải có bước chuẩn bị để tu tập định, thì trong đó phải phải cắt đứt mọi vướng bận. Bà Liên Bồ Tát trong 10 cái Bà Liên Bồ Tát 10 cái quán niệm hay là 10 cái vướng bận đó, thì trong đó có gọi là Anh Tháp Bà Liên Bồ Tát, tức là vướng bận về pháp học. Và Ngài có dẫn chứng một vị tỳ kheo đang học thuộc lòng trung bộ kinh Majjhima Nikaya. Thì vị đó đã được 57 kinh trong cái phần Panya Sát Mùa Lắp Gia Giá, tức là 57 kinh đầu là căn bản Pháp Môn đó. Thì vị này mới đi đến vị thiền sư để xin tu thiền. Vị thiền sư hỏi hiện giả có đang học cái gì không trong Phật Pháp. Thì vị đó nói rằng tôi đang học trung bộ kinh được 50 bài rồi. Thì vị thị sứ nói rằng trung bộ kinh có đến 102 bài kinh nè. Nếu mà hiền giả mới thuộc 50 bài như vậy trong lúc hành thiền còn phải bận rộn với việc mà học 102 bài kinh nữa, thì như vậy làm sao có cái tâm trí ở đâu mà định trong địa mục được. Nên thì giả nó có hai cách lựa chọn. Một là phải trở về để học cho thông thuộc hết 152 bài kinh đó rồi trở lại hành thiền. Còn hai là bây giờ hành giả phải chấm dứt ngang, không có nghĩ tưởng đến cái việc mà học kinh trung bộ nữa thì mới có thể hành thiền được. Thì vì nó chọn cái phương pháp là chấm dứt ngang, rồi vì đó mới chuyên tâm hành thiền, rồi chứng được đắc được thiền.
Ở đây cái ý chúng tôi muốn nói rằng là cái việc pháp học đó, nó cũng là một cái chướng ngại cho cái vị mà đang thiền. Nhưng mà ở đây đó, nói đi chúng ta phải nói lại là nếu mà vừa hoàn toàn không có hiểu biết gì về pháp thiền thì người đó không có thể tu tập được. Mà muốn hiểu biết thì phải có cái kiến thức pháp học tương đối. Cái kiến thức pháp học không có thừa, nhưng mà phải biết trang bị lúc nào và lúc nào có sẵn. Chứ không thể nào cùng một lúc mà vừa tu tập thiền định mà cũng vừa là tu học kinh luật lượng. Làm như vậy thì nó sẽ quá niệm. Nhưng mà nếu phủ nhận nha, là người tu thiền không cần phải trang bị nhiều cái kiến thức pháp học, nói như vậy thì cũng sai. Bởi vì nếu không có tri kiến pháp học, có biết gì về, biết gì về địa ngục để mà tu, vị thầy đâu có, đâu có thể mà ngồi nhắc lại cho chúng ta từng chi tiết danh sắc, danh như thế nào, sắc như thế nào, về quẩn khanh thả giới. Quẩn xứ giới đâu có phân tích chúng ta được, không có thì giờ. Lúc đó chúng ta phải học sẵn, phải chuẩn bị sẵn. Nhưng mà nó chỉ có điều là để tránh cái tình trạng bất lợi cho cái việc tu tập đó, thì những cái chi tiết nào mà mình đã học hỏi, đã biết được đó, thì chúng ta hãy gối cất để vào một bên để chúng ta chuyên tâm đi phát hành được. Mà tự nhiên một người mà thông suốt pháp học đó, thì họ đi phát hành lại dễ. Tức là lúc đó mặc dầu họ không cần cầm một cái quyển kinh để họ đọc, họ nghiên cứu nữa, nhưng mà họ vẫn học được, vẫn hành được. Là ta sao vậy? Bởi vì họ đã quen thuần cái đó rồi. Cho nên nếu mà hiện tại đó, chúng ta muốn tu tập cuộc đời của chúng ta còn dài, thì chúng ta phải dành ra 5-3 năm đầu để chúng ta trang bị nhiều cái kiến thức Phật pháp. Rồi cái đó chúng ta mới bắt đầu hành thiền, mới đi pháp hành. Có như vậy thì chúng ta mới có thể tiến bộ được. Ngài Bali ở trong Tăng Diệu của Ngài cũng có nói, Ngài có nói về một vị tỳ kheo mà đang đi pháp học đó, vì đó chớ có khinh thường cái vị tỳ kheo mà đang hành thiền. Và vị tỳ kheo mà đi pháp hành đó thì chớ có xem thường, chớ có khinh khi cái vị mà đang theo pháp học. Pháp học và pháp hành nó hữu tương với nhau, nhưng mà chúng ta phải biết tùy trường hợp mà chúng ta ứng dụng.
đó là ý nghĩa của cái câu thảo luận mà chúng tôi xin được trả lời câu thảo luận hai. Bây giờ xin cưng thỉnh thượng tọa giác đang trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sao cái trường thượng tọa sư thỉnh thượng tọa trả lời cho một câu rồi sau đó để thượng tọa đi nghỉ. Và thượng tọa tu sư thường thường đó mình nói rằng cái người thì người ô nhiễm hay người thanh tịnh thôi, nhưng mà tại sao ở trong Phật pháp á, lại có cái sự phân biệt là thanh tịnh về giới khác với thanh tịnh về tâm, thanh tịnh về kiến, sự phân chia những thanh tịnh khác biệt như vậy nó có một cái giá trị gì, và tại sao chúng ta phải có sự phân chia sự thanh tịnh khác nhau như vậy? Cái trình thế toàn kính bạch thưa tôn đức, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta nói về giới chúng ta phải phân tích, bởi vì dù giới hay định hay tuệ ở trong cái giai đoạn đầu mà chúng ta mới vừa tu tập thì nó có cái sankhilesa, tức là sự ô nhiễm của giới, ô nhiễm của định, ô nhiễm của tuệ, rồi có vô đana, tức là cái sự trong sạch của giới, trong sạch của định, trong sạch của tuệ, có hết. Giới mà được hành trì với mục đích để được lợi đắc cung kính, gọi là giới bị ô nhiễm, chưa được thanh tịnh. Chỉ khi nào giới tu tập nhằm để chế ngự thân ác khổ ác và làm cái yếu tố cho gia đình thì cái giới đó mới được là thanh tịnh giới. Cũng như khi mà chúng ta nói đến thanh tịnh về tâm hay là định thì chúng ta phải hiểu rằng là định nó cũng có hai cái khía cạnh, ở khía cạnh là ô nhiễm của định và khía cạnh là thanh tịnh của định. Những cái tùy phiền não của Pokalisa nó làm ô nhiễm định, mặc dù cái tâm định thì luôn lúc nào cũng tốt, nhưng mà cái gọi là ô nhiễm, thí dụ như một vị mà đã đắc được sơ thiền, một vị đó còn giữ lại cái tầm tứ, thì như vậy chính cái tầm tứ đó làm ô nhiễm thiền định của vị đó, ô nhiễm vị thiền, vân vân. Cái ô nhiễm của thiền định đó thì vì cái pháp này, cái pháp định nó làm cho trở ngại cái sự phát triển định thôi, phát triển thiền định. Nhưng mà sự ô nhiễm đó phải là bất thiện pháp, giống như là sự ô nhiễm của giới. Còn sự ô nhiễm của tuệ của vị
hoàn toàn thanh khiết, hoặc là tuệ nó có cái khuyết điểm, mà khuyết điểm đó chúng ta gọi là ô nhiễm, gọi là ô nhiễm của tuệ. Cho nên phải phân tích thanh tịnh về giới, thanh tịnh về tâm, thanh tịnh về cái tri kiến, rồi tuệ. Phải phân tích như thế đó thì vị hành giả mới biết được. Cũng giống như bây giờ chúng ta đào lên, chúng ta lấy một cái thỏi đá hay là một cái thỏi bạc, một cái thỏi vàng, hay là một viên ngọc kim cương chẳng hạn, thì mỗi một vật quý đó nó đều có khuyết điểm của nó. Chỉ khi nào mà mình khi mà dẹp bỏ được cái nghĩa là rửa sạch cái ô nhiễm đó, thì lúc bây giờ giới nó mới tinh khiết, định mới tinh khiết và tuệ mới tinh khiết. Cho nên phải phân ra, chúng ta phải phân tích. Chứ nếu mà giới mà chúng ta khẳng định giới hoàn toàn là thanh tịnh, thì trong trường hợp đó có những kẻ ngoại đạo họ giữ giới mà giữ giới ô nhiễm, thì trong trường hợp cái giới này làm sao mà tiến tu đến định được. Một người mà tu tập thiền định, tu tập như thế nào mới thanh tịnh để làm nền tảng cho tuệ phát sanh được. Chứ còn tu tập cái thời gian cái sự tham ái, ái hữu khởi lên, hay là cái tâm sân hận khởi lên, hoặc là tâm tạp chí ngã mạn khởi lên, thì như vậy là cái chiếc xe đó là nó mang khuyết điểm khó mà xài được. Vâng ạ. Thì cái câu hỏi tại sao phải phân tích là thanh tịnh về giới, thanh tịnh về tâm, thanh tịnh về tri kiến, thì chúng tôi xin thưa rằng vì chưa phải là đến cái giai đoạn tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, mà ở trong cái phạm trù chứng đắc. Còn nếu còn ở đây chỉ nói về giới, định, tuệ, cái sự thanh tịnh của thanh tịnh hay ô nhiễm của giới định tuệ là ở trong cái phạm trù tu tập. Do đó cho nên mình tu tập là mình phải gạn lọc, phải gạn lọc để cho thanh tịnh mới được. Còn khi mà đã đi đến cái chỗ đắc chứng rồi, đương nhiên giới thanh tịnh, định thanh tịnh, tuệ thanh tịnh, cái trường hợp chúng ta khỏi nói. Cũng như khi người ta nấu cơm, thì cái giai đoạn mà đông gạo ở trong thùng hay trong hũ gạo, đông gạo xong rồi thì đem ra phải rửa, bởi vì gạo nó có sạch, nó còn cái chất cám, chất mốc không được, cho nên phải rửa sạch để mà nấu mới thành cơm trắng được. Thì ở cái giai đoạn tu tập đó, thì cần phải phân tích cho rõ giới thanh tịnh như thế nào, giới tâm thanh tịnh như thế nào, và tuệ thanh tịnh như thế nào, phải biết rõ. Còn khi mà chứng đắc đó, thì cái chuyện đó là kể như là hoàn tất rồi đó.
giới đã được hoàn tất, định đã được hoàn tất, tuệ đã được hoàn tất, thì lúc bây giờ chứng đắc thì không có đặt vấn đề là thanh tịnh hay không thanh tịnh. Chúng ta xin thưa, xin trả lời cái câu thảo luận số 3 của Thượng Tọa Giới Bản nêu lên như vậy. Nam Mô Bổn Thầy cho. Thưa tôi, thảo luận số 4. Đại Đức Nguyên Thông, Đại Đức Nguyên Thông có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Đại Đức Nguyên Thông, dạ. Đại Đức Nguyên Thông có những cái ý niệm mà đôi khi chúng ta hay lầm lẫn với nhau. Thí dụ những người sống vui vẻ, lúc nào cũng cười, thì người ta nghĩ là người đó là người có phước. Người sống vui vẻ có hẳn là người những người thì nói là người đó người thiện, tại người ác thì là vô phước. Nhưng mà hẳn là những người có phước là người là thiện không? Và chúng ta cũng nghĩ rằng cái người thiện là người thanh tịnh. Nhưng mà với bài học ngày hôm nay thì chúng ta có nghĩ là người thiện có hẳn là người thanh tịnh không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con tuấn lĩnh sư phụ góp ý cho câu thảo luận số 4 hỏi rằng người vui vẻ có hẳn là người phước, và người có phước có hẳn là người thiện có hẳn là người thanh tịnh. Và một cái chuỗi dài, một câu hỏi số 4 này nó có 3 cái phần. Thì cái phần thứ nhất là cái người vui vẻ có hẳn là người có phước. Thì vui vẻ thì có thể là cái người có phước được vui vẻ, nhưng mà thanh tịnh thì chưa chắc. Người có phước hẳn là người thiện. Thì người có phước thì có thể là người thiện nhưng mà không hẳn là người thiện. Mà người thiện hẳn là người thanh tịnh. Cái câu này đúng là người thiện hẳn là người thanh tịnh. Bởi vì tất cả những cái thiện trong cái giới và cái thiện trong phải là người mà có giới thì mới là có người mà thanh tịnh. Mà người thiện thì chúng ta hay hiểu ngầm là người có giới. Chứ người vui vẻ thì chưa chắc, bởi vì cái thần làm ác nó cũng có vui vẻ khi mà giết người đó. Còn cái người có phước thì hẳn là người thiện. Thì kính thưa sư phụ, người có xiếc có phước, khi mà nói có phước thì đương nhiên là cái người có thiện là người thiện rồi. Bởi vì nếu mà cái người mà có những cái ác bất thiện pháp thì không thể là có phước được. Nhưng mà cái người có phước thì hẳn là người thiện, và người thiện hẳn là người thanh tịnh. Thì đứng về cái nhìn của giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì mọi vật, một cái hành động của chúng ta thì phân ra là thiện ác và phước và đau khổ. Bởi vì những người mà có cái hành động thiện thì Đức Phật giảng dạy là có phước, cái quả báo thì sẽ dị thuộc như vậy. Sao đôi khi là có quả báo mà tối thắng nhân quả thì có thể là làm có phước, làm thiện có phước liền. Nhưng mà thường thường thì những người mà làm thiện thì có cái quả dị thuộc, cái là dị thời nhi thuộc, tức là làm ở một cái điều kiện nào đó, một cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ năm, ví dụ như đó, rồi cái quả phước đến thì tuần sau hoặc là tháng sau, năm sau hoặc là kiếp sau. Vì vậy cho nên gọi là dị thục nhân quả, tức là dị thời dị thục. Còn người thiện hẳn là người có thanh tịnh, bởi vì người thiện là đương nhiên là thanh tịnh. Bởi vì nếu là người mà có ác bất thiện pháp thì ta đâu gọi là người thiện được, gọi là người ác. Thì người ác thì có quả báo ác. Cho nên người thiện thì hẳn là cái người thanh tịnh, và người thiện thì có cái phước báo. Vì sao mà Đức Phật giảng dạy rằng cái tư lương của họ là người có cái tư lương. Kính thưa sư phụ, đó là những cái suy nghĩ của con qua cái câu thảo luận số 4. Người vui vẻ có hẳn là người có phước.
thì người vui vẻ cũng có thể là người có phước, nhưng mà người vui vẻ cũng chưa hẳn phải là cái người có phước, có phước không có chắc như vậy, là bởi vì cái người ác khi mà làm ác nó cũng vui vẻ, chứ cái khả năng cái tướng vui vẻ thì không phải là đại diện hay là biểu lộ cho con người có thiện, người thiện. Và cái người có phước thì hẳn là người thiện, điều này thì đúng, bởi hễ là có phước là phải là người thiện rồi. Còn người thiện hẳn là người thanh tịnh, đúng vậy, là người thiện thì hẳn là người thanh tịnh. Bởi vì nếu mà cái người mà không có thanh tịnh thì làm sao là người thiện được, cho nên người thiện thì nó có thanh tịnh và nó có phước luôn. À, kính thưa sư phụ, đó là những suy nghĩ của con trong câu thảo luận số 4 vậy. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sau thủ kinh trường kể từ quyền thông và thưa quý Phật tử, có một như vậy là chúng ta hiểu một thứ phiền não mà nó rất là tế nhị, nó đang lõi ở trong nhiều cái mục, đó là vô minh. Và thì ngay cả chúng ta sống trong thế giới rất là thiện thì mà bảo ra cái thiện mà nó không có bị chi phối bởi vô minh, đó là một chuyện khó. Mà những sự thành tựu ở trên bước đường tu tập mà được vượt khỏi ngã chấp cũng không phải là chuyện dễ. Và chính vì vậy chúng ta đòi hỏi sự tôi luyện hay là sự tinh luyện. Và sự tinh luyện này nó phải được quan niệm với nhiều cái góc cạnh khác nhau để đạt đến chỗ tinh tế. Như chúng ta thấy trong cuộc sống này, không phải là ai sống ở bên Mỹ cũng vừa là người đó họ được tự do hoàn toàn. Và cũng không phải là một người nào mà làm được một việc thiện mà cái tâm thiện người đó không bị chi phối bởi phiền não. Thật ra thiện là một lẽ, mà thanh tịnh là một lẽ. Cũng đời thì sống có rất nhiều người có phước, nhưng mà trong cái phước đó có bản người đó là người thiện. Thật ra chúng ta cần rất là cân nhắc về điểm này. Ở đây thì có cái gợi ý lớn cho chúng ta thấy rằng như là cái thí dụ ở trong Tăng Chi Bộ Kinh là cái người đãi vàng rồi tinh luyện vàng cho đến khi nào họ chỉ được còn lại thuần chất vàng, tức là vàng ròng, thì mới gọi là đạt đến sự tinh luyện. Thì bất cứ những cái dù là tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, chúng ta nhớ rằng nó có những bước đầu và có những bước mà được tinh luyện sau cùng. Và bước tinh luyện sau cùng đó nó vẫn luôn luôn là một câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt lại là chúng ta đã tinh luyện đến mức độ nào. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp. Thưa Đà Ma đã vào Rung để thuyết giảng đến ngày thân cầu tạm biệt quý Phật tất cả, một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Tha. Sa thu lành thầy. Con Khe Ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên